Xin chào mọi người. Lần đầu tiên chúc anh chị em Be Logistics một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp. Vậy là chúng ta đã bước sang những ngày đầu tiên của năm 2024. Không biết mọi người đã chuẩn bị những ngày sắp tới chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi ăn lại một bữa cơm thịnh soạn và ôn lại những điều đáng nhớ trong năm vừa qua. Năm qua, điều gì khiến mọi người nhớ mãi? Với tôi, mùa thu chính là khoảng thời gian ấn tượng nhất. Tôi yêu không khí lãng mạn của mùa thu, mùi hương hoa sữa và những ngày sớm se lạnh. Và điều tuyệt vời nhất đã diễn ra trong mùa thu năm 2023 là một mùa thể thao thành công rực rỡ cùng các anh chị em trong công ty của chúng ta. Từ những ngày đầu tiên phong trào thể dục thể thao được phát động, đã có những băn khoăn liệu sự kiện này có thu hút được anh chị em không? Và chúng ta bắt đầu có những vận động viên đầu tiên, những bước chân đầu tiên trên mùa giải chạy. Trong hành trình này, rất nhiều mồ hôi đã chảy, có cả máu và nước mắt. Chúng ta đã chứng kiến những chấn thương, những khoảnh khắc mệt mỏi rã rời tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng chúng ta là những chiến binh ong thực thụ, những khó khăn chỉ là thử thách, mọi trở ngại đều khiến các vận động viên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Sức mạnh không chỉ tới từ một cá nhân, đó là năng lượng mạnh mẽ của cả tập thể Be Logistics với sự gắn kết đồng đội, tinh thần kiên cường, quả cảm của các vận động viên. Chúng ta không có thành tích vượt trội ngay từ lúc đầu, rất nhiều nỗ lực đã bỏ ra để tiến từng bước một lên top đầu, giọt mồ hôi làm nên trái ngọt. Be Hải Phòng đã có top 3 nam, top 3 nữ, rất nhiều vận động viên trong top 10 và vô cùng tự hào khi đạt top 1 bảng xếp hạng toàn hệ thống. Tôi tin chắc rằng mỗi vận động viên đang lưu giữ những hình ảnh tuyệt đẹp của những cung đường họ bước qua. Thật hạnh phúc khi cả quá trình và kết quả đều là những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ta đã đi qua một mùa thu với nhiều cung bậc cảm xúc như thế, cả sức khỏe, thể chất và tinh thần đều được nâng cao. Ngay sau đây, các anh chị em hãy thư giãn và ngồi yên trên ghế để thưởng thức show diễn tuyệt vời được xây dựng một cách công phu và tâm huyết từ phòng, điều vận, dự án, phát triển kinh doanh và hàng nhập. Yeah.
Dạ. 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 Ôi, cái này quá. Cái này mà đi qua bố để cái cao á, không có luôn đấy. Ôi, ai ơi, 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 thì em có chín thơ có vui tới luôn
sáng đi lướt tẻo vâng thưa thầy ạ. Đi ra trời ạ, chuyển nghe các thứ đi thầy ơi. Thôi thì nó có thể thắc hồng thế đấy. Ừ, như là toàn thầy vui. Ui trời. Thank you.
thì trên rất xuất sắc để từ